380 children in this level. Thời gian học của các em sẽ là 3 năm. They have to attend the class in 3 years. Sau 3 năm thì các em sẽ được lãnh nhận bí tích thánh thể và bí tích giải tội. After 3 years they have first communion and first confession. Sau khi các em được lãnh nhận bí tích thánh thể và bí tích giải tội, các em học chương trình thứ hai là chương trình giáo lý thêm sức. After the first communion and confession, they will go to the next step. That is step for receive confirmation. Đặc biệt trong năm hôm nay, chúng tôi có 403 em đang học chương trình giáo lý thêm sức. We have 403 children in this level, the level to receive confirmation. Thời gian cho một em học chương trình này cũng là 3 năm. They have a program of 3 years also. Sau 3 năm, kết quả của em đạt được thì em sẽ được lãnh nhận bí tích thêm sức. They will receive confirmation after they finish the program. Sau khi các em hoàn tất chương trình giáo lý thêm sức thì các em vào chương trình sống đạo cũng học 3 năm. And there is another step, the level, the next level, we call it living the faith. Sau khi các em học chương trình sống đạo 3 năm thì các em được tốt nghiệp và vào một chương trình giáo lý đặc biệt, đó là cất vào đời. And the last level for the children that we call it enter the life, enter the adult life. Maybe I can translate it that. Enter the adult life. Các em ở trong chương trình cấp vào đời này thì sẽ học về giáo lý kiến thức kinh thánh cũng như kiến thức về phục vụ. In the last level, they are studying about biblical study and liturgical study. Đó là một tổng thể của một chương trình của một em thiếu nhi sẽ học chương trình giáo lý của các bậc công lập của chúng con. So that is a general review about our program for the children in terms of education. Hiện nay ở nhà thờ chính của chúng con thì cấp sung tự sẽ học vào buổi chiều thứ sáu và buổi sáng Chủ nhật. For the first level, the level for the first confession and communion, we go to the class on Friday and the morning, Saturday morning. Cấp thêm sức sẽ học vào chiều thứ tư và sáng Chủ nhật. The second level, they go to class on Wednesday evening and Sunday afternoon. Sunday morning. Oh, they have the same time on Sunday morning. So on Sunday morning, they the whole, all of them go to classes on the Sunday morning, in the Sunday morning. And one of the weekday. Cấp sông đạo thì học vào ngày thứ bảy. Chúng con có 70 ngoài con là linh mục phụ trách sông y thì có 70 giáo lý viên, trong đó có 18 sơ và 52 giáo lý viên phục vụ cho các em. He has 70 catechists and yes. And let me see the number when. Yes. And 18 sisters and 52 catechists. Yes. 18 sisters and 52 catechists who collaborate with Father Joseph. Đó là tổng thể cái sinh hoạt về giáo lý của chúng con. Giờ đây chúng con kính mời đức cha, quý cha và quý sơ tham quan một số phòng học mà cấp thêm sức hôm nay đang học. Today is the day for the second level, the level to receive confirmation. So please come in and see the classes. So the group one will go in the second floor. The first group is second floor. And the second group will go on the ground floor.
Yes, question, Father. The bishop has question. You have a level living the faith. Where is the level of witnessing for the faith? Ngài hỏi là chúng ta có cái cấp sống đạo. Vậy thì đâu là cái cấp làm chứng cho niềm tin? Sau khi các em được tốt nghiệp giáo lý thì các em được lên cấp trưởng thành là tức là vào đời đấy. Vào đời thì các em đó là cấp sống đạo và sẽ làm chứng cho Chúa và bước vào cái đời sống hôn nhân hoặc là một số em vào đời sống giáo viên. So after the third level living the faith, they get into the last level, the level that I translate as sending off. Yes, like the sending off level. So at that level, they make a choice to become religious or become. They enter to a minister. The class for marriage. Yes. So maybe that's like last level is the witness for the faith as last. Any question? Any other question? Please. Sister, do you have a question? Okay. So, how many hours per session? Hour, so they have 2 days a week? Yeah, 2 days a week in 3 years. Yeah. Hours. Yeah. How long? Each day they attend the class in 1 hour and a half. So are you ready to go to visit classes? So the first